bữa con có nghe cô ghé mà là con đang đi ở nước ngoài, con mới nói trời phải gặp cô, mà nghe cô ca một câu cải lương á thích lắm mà không biết khi nào cô gặp, ngưỡng mộ cô lắm. Bữa nay á hả, con thật sự ra con muốn cô ca cho con một bài cải lương, bởi vì con sinh tám ít thế hệ thật con là biết cô, biết rồi phải không, mà cái thế hệ khách hàng của con cũng thích cô lắm. Nhưng mà con tên luôn. Gì con tên Chiêu. Chiêu phải không? Dạ. Nếu muốn cô ca, nghe cô ca thì cô sẽ tặng con bất cứ một người nghệ sĩ mà theo cái quan niệm của cô là cô nghĩ rằng là không phải mình hát tại sân khấu không đâu, mà khắp nơi, nơi nào cũng là khán giả của cô. Dạ. À, ngay cả các con cũng vậy, nhưng mà vì bận rộn công việc á, suốt cả ngày ở trong shop tụi con làm việc rồi á, là không có thời gian để đến sân khấu để mà xem. Dạ. Nhưng mà thí dụ cô đến đây nhân duyên lành cô gặp gia đình các con, phải nói là các con rất là yêu quý gia đình cô. Yeah. Ngay cả cô có nghe nói con rất là yêu quý giọng ca của cô, của chị Thanh Ngân, chị Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc, là bốn chị em trong gia đình, mà phải duyên lành là đến đây để mua đồ, mà thật sự là con quý nghệ sĩ, con quý gia đình cô. Thì bây giờ cô cũng tặng cho con vài câu nghêu ngao như vậy để cho con thưởng thức. Nhưng mà mai mốt nè sẽ có tái diễn lại áo cưới trước cổng chùa trong cái gia đình, một kịch bản cải lương gia đình của cô là bốn chị em hợp tác cùng với lại nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, cô Châu, Nhật Nguyên. Con ơi, hát cái vở đó rồi phải nói con về con xem rồi con sẽ ghiền thêm nữa. Thật quá. Nếu tái diễn lại cô sẽ đến đây mời tụi con ủng hộ lại cho sân khấu cải lương nha, chứ không phải cho riêng gia đình cô mà cho sân khấu. Tại vì có những người khác như vậy, giả như thế này mới bảo toàn được cái bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương của dân tộc Việt Nam mình. Đúng không? Đó. Học hành đi nghe con gái mẹ ngoan, mai cái mốt nó còn đi lấy chồng, giờ thì ba má chịu cưng chẳng thèm liều lo lấy thân, lỡ mai về bên khó lòng, nhà người ta xem chẳng dễ gì đâu, ba bên bốn họ nhìn ra ngó vào, họ hàng cô bác thì đông, mẹ chồng em dâu biết không, đứng ngồi nói năng Chiêu ơi, thấy con nên việc thất gia, lòng già cũng nghe mừng vui đôi chút, nhưng nghĩ tới chuyện làm dâu khó nhọc, mẹ vừa thương vừa lo sợ trong lòng, không biết rồi con có làm đẹp giả bên chồng, mẹ ta làm dấu nửa đời người nên mẹ biết cay đắng trăm bề nước mắt chan cơm, nếu mẹ chồng con quá khắt khe, con hãy vì thương chồng mà hết lòng chiều chuông, đi đứng khoan thai nói năng cho nhỏ nhẹ, kẻo đám em chồng con nó mai mỉa nặng lời. Rồi.